Xin chào anh em, một siêu phẩm Kalai, một siêu phẩm anh em nhé. Đây là loa súp thương hiệu Kalai nhá, 2 bát 30 trên một thùng, rất đẹp, rất sang, rất xịn. Đây là bát 25 loa full thương hiệu Kalai, thùng cân. Tiếng thì quên sầu luôn, xuất sắc các giải luôn. Kalai model S25B, công suất 300-600W, 8 ohm, giải tần từ 60-18kHz. Các giải cực êm nhá, cực êm, tiếng bass sâu, giải tép thì cực êm tai, mở to, ngồi không chói tai, tiếng rất chi tiết. Chất lượng hình thức thì quá là sắc nét rồi. Súp nhá, cắm lỗ cắm cọc này. Loa súp Kalai model là S212, đánh trung bình 800, maximum 1600 nhé, 4 ohm, giải tần đáp ứng từ 33Hz đến 250Hz. Đó, rất nhiều cắm giặc lại. Loa súp Kalai bát 30, côn 75 từ 190, thùng cân, lỗ thùng hơi phía trước giống như con bát 25 kia. Mã sản phẩm là Kalai S30B, trung bình hoạt động từ 350-700W, 8 ohm, lao cắt từ 80Hz, từ 60-18kHz đi. Hàng xịn sò cho anh em chơi. Kalai gia đình rất hay, phòng hát gia đình đều ok. Tất cả những con loa này đều thiết kế những cái tai ốc để treo phục vụ phòng hát nhé, hoặc treo ở trên cao nhé anh em nhé, bên sườn cũng có luôn. Đấy, súp phòng hát một đôi súp này quá ok luôn, vừa gọn vừa xinh vừa sang. Đi cho anh em liên hệ trực tiếp 0974 633 633 Dương Tứ tại thành phố Hải Dương nha. Nhu cầu liên hệ xin cảm ơn anh em. Anh em muốn nghe chất âm dòng này thì vui lòng Zalo Dương Tứ nha, 0974 633 633 633 Dương Tứ, gửi link Zalo để anh em xem video nhé. Tạm thời giới thiệu qua cho anh em một sản phẩm sắc nét chi tiết từ ngoài và trong. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip sau.